Mẹ à, chờ con một chút nữa thôi, con nhất định sẽ lấy lại tất cả mọi thứ. Cô Ga Hưng, chủ tịch vừa báo đã về tới nhà rồi. Nhanh vậy sao? Con bé đã uất hận chờ đợi suốt 4 năm trời, bữa tiệc chắc đã được chuẩn bị chu đáo. Mình thật sự tò mò Chu Serin sẽ thấy thế nào khi thấy một người mặc chiếc váy của Inzo đã chết lại có gương mặt của chính Go Inzo. Tôi là chủ tịch của Quỷ Trắng tên Hoàng Chi Na, và cũng nhân bữa tiệc ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu với quý vị con gái của tôi, Hoàng Ga Hưng. Là cô Inzo sao? Đúng là Inzo thật rồi. Inzo đã chết rồi, chính mắt chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng mà. Vậy thì tại sao cô ta lại giống Inzo tới mức như vậy được chứ?